Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Người về bốn phương của Đài Truyền Việt Nam. Bản tin ngày 20 tháng 12 sẽ có nội dung chính đáng chú ý sau đây. Kỷ niệm 71 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Lào. Chương trình giao lưu nghệ thuật Nghĩa tình đồng đội 2015 với điểm đặc biệt là có sự tham gia ủng hộ của Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại nước ngoài. Ra mắt tiểu thuyết Oscar và bà áo hồng do giáo sư Ngô Bảo Châu dịch sang tiếng Việt. Thưa quý vị và các bạn, vào tối ngày 18 tháng 12 tại thủ đô Viên Chăn, Cơ quan Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Lào đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 71 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, ngày 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2015 và 26 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, ngày 22 tháng 12 năm 1989, 22 tháng 12 năm 2015. Tại lễ kỷ niệm, Đại tá Tào Văn Thái, Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Lào khẳng định, trong suốt 71 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Quân đội Nhân dân Việt Nam không ngừng lớn mạnh, cùng với toàn dân lập nên nhiều chiến công vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đại tá Tào Văn Thái cũng cho biết, quan hệ hợp tác song phương quân sự giữa Việt Nam và Lào trong năm 2015 tiếp tục được tăng cường và có những bước phát triển mới ngày càng hiệu quả, thiết thực. Nhân dịp này, thay mặt cho Bộ Quốc phòng Việt Nam, Cơ quan Tùy viên Quốc phòng tại Lào, Đại tá Tào Văn Thái cũng cảm ơn nhân dân, quân đội các nước bạn bè anh em, các cơ quan tùy viên quốc phòng các nước tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào về sự hợp tác giúp đỡ với Quân đội Nhân dân Việt Nam và Cơ quan Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Lào hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, quân đội và nhân dân giao phó. Ngày 18 tháng 12, Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine đã chủ trì tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt cộng đồng toàn Ukraine nhằm tổng kết công tác cộng đồng toàn Ukraine năm 2015, trao đổi các biện pháp, kế hoạch cụ thể để triển khai công tác cộng đồng năm 2016. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Ukraine và Moldova Nguyễn Minh Trí đã chủ trì hội nghị. Đại sứ Nguyễn Minh Trí đã biểu dương những thành tích đạt được, kinh nghiệm hay, cách làm tốt trong công tác cộng đồng, đồng thời nhấn mạnh việc cần tăng cường quan hệ phối hợp giữa Ban Công tác Cộng đồng, các bộ phận chức năng khác của Đại sứ quán với lãnh đạo các tổ chức hội, đoàn cộng đồng trong việc triển khai công tác cộng đồng toàn Ukraine. Năm 2015, công tác cộng đồng tại Ukraine đã được triển khai tích cực, chủ động, toàn diện, có trọng tâm, thiết thực và hiệu quả, đặc biệt cung cấp thông tin định hướng và bảo đảm an ninh, an toàn cho công dân ta, tổ chức các hoạt động gắn kết cộng đồng và hướng về quê hương đất nước. Đây còn là dịp để tổng kết đợt thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2015, gắn với các hoạt động gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của cộng đồng, tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng người Việt Nam tại Ukraine. Diễn đàn lãnh đạo trẻ Việt Nam năm 2015 do Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp phối hợp cùng với Hội Doanh nhân trẻ Thành phố Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức đã chính thức khai mạc tại Thành phố Hồ Chí Minh với sự tham dự của 600 doanh nhân trẻ trên cả nước. Tại diễn đàn, các diễn giả đã cùng cung cấp cho các bạn trẻ nhiều kinh nghiệm bổ ích trong quá trình khởi nghiệp, đặc biệt là trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng hơn. Thời gian qua, nhiều bạn trẻ có ý tưởng khởi nghiệp rất tốt, nhưng khi triển khai thực hiện lại gặp nhiều khó khăn và thất bại vì thiếu kinh nghiệm quản lý cũng như nguồn vốn khi đi vào thực thi ý tưởng. Cái ý tưởng khởi nghiệp nó không quyết định việc thành công của khởi nghiệp, mà đầu tiên đó là các bạn phải cần có một cái đội ngũ, những người cộng sự cùng khởi nghiệp mà họ có thể cùng bổ trợ cho nhau và cùng đi với nhau đoạn đường dài. Điều thứ hai là họ phải có kiến thức về mặt quản trị, đặc biệt là về tài chính. Và một điều quan trọng nữa đó là họ phải biết cách lập một cái phương án kinh doanh. Bởi vì rất nhiều các bạn trẻ hiện nay khi khởi nghiệp đã không lập được một phương án kinh doanh hoàn chỉnh. Và vì vậy, mọi thứ dựa trên cảm tính thì thường sẽ dẫn đến thất bại. Để các bạn thu hút được vốn thì cái dự án của bạn nó phải được chỉnh chu và thể hiện được sự tâm huyết của các bạn trong dự án này. Thì cái sự chỉnh chu trong dự án thể hiện sự tâm huyết đó sẽ giúp cho các quỹ đầu tư họ có một cái nhìn và họ có một cái tự tin để họ đầu tư tiền vào trong dự án của họ, của các bạn. Một trong những yếu tố quan trọng khác để khởi nghiệp thành công, theo các chuyên gia, là các bạn trẻ phải tập trung và dành nhiều thời gian hơn cho dự án khởi nghiệp của mình. Giới trẻ thì nắm bắt trào lưu rất là nhanh.
nắm bắt rất nhanh, nhưng mà để hiểu nó và đủ thời gian để sống với nó thì dường như là các bạn chưa có đầu tư thật sự cái tâm sức, cái chuyên môn và cái thời gian của mình. Cho nên nếu như mà có một cái lời khuyên nào đó cho những bạn mà mong muốn được khởi nghiệp thì tôi nghĩ rằng cái điều trước hết trong cái điều kiện hiện nay là chúng ta tập trung cho chuyên môn và làm những việc gì mà mình giỏi nhất, mình mạnh nhất, và mình phải đầu tư đủ cái thời gian trước khi mình bắt đầu. Bởi vì chúng ta có thể nhìn thấy những cái hào quang bên ngoài của những doanh nghiệp thành công, nhưng chúng ta không thấy được cái thời gian mà họ đã làm phía trong đó, mình không có thấy được. Cho nên nếu như các bạn chỉ nhìn ở bề ngoài để các bạn thấy cái trào lưu và cái khả năng thành công của những doanh nghiệp trong ngành đó, thì bạn sẽ không hiểu rõ được cái công thức để tạo nên thành công của họ là gì. Với những kinh nghiệm khởi nghiệp được chia sẻ trong diễn đàn, ban tổ chức hy vọng các bạn trẻ sẽ áp dụng thành công trong quá trình khởi nghiệp. Cộng đồng người Việt tại Slovakia đã tham gia đêm văn hóa lần thứ 18 của các dân tộc thiểu số tại thành phố Košice. Đại diện Việt Nam mang tới hai tiết mục múa hoa sen do hội phụ nữ và nhảy xẹp do các thanh thiếu niên biểu diễn. Hội người Việt Nam tại Budapest cũng tham dự với tiết mục độc tấu đàn tranh của nghệ sĩ Nguyễn Thị Nga. Tiết mục của cộng đồng người Việt Nam được khán giả cổ vũ và đón nhận nồng nhiệt. Chương trình đêm văn hóa lần thứ 18 còn có các dân tộc thiểu số các nước Đức, Ukraine, Hungary cùng đông đảo người dân và chính quyền thành phố Košice tham dự. Năm 2014, cộng đồng người Việt tại thành phố Košice đã được chọn một đại diện tham dự Hội đồng các dân tộc thiểu số của Tòa thị chính thành phố. Hội người Việt Nam tại Slovakia cũng đã quyên góp 1.360 euro, tương đương gần 33 triệu đồng để ủng hộ cho gia đình ngư dân Trương Đình Bảy ở tỉnh Quảng Ngãi. Hướng tới kỷ niệm 71 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam ngày 22 tháng 12, vào sáng ngày 19 tháng 12 tại Hà Nội đã diễn ra chương trình Nghĩa tình đồng đội lần thứ 8 năm 2015. Chương trình do Báo Cựu Chiến binh Việt Nam kết hợp cùng với Tập đoàn Truyền thông Quốc gia và Đài truyền hình Việt Nam tổ chức. Đặc biệt chương trình năm nay đã thu hút được sự tham gia ủng hộ của Hội Cựu Chiến binh Việt Nam tại nước ngoài. Gần 1 tỷ đồng đã được trao tặng qua những cuốn sổ tiết kiệm cho những mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh, cựu chiến binh và gia đình chính sách tại chương trình giao lưu nghệ thuật Nghĩa tình đồng đội năm nay. Số tiền được ủng hộ từ các doanh nghiệp, doanh nhân cũng như các tổ chức cả trong và ngoài nước. Thực sự thì hàng triệu người Việt Nam đang định cư hoặc công tác nước ngoài luôn luôn vẫn hướng về đất nước với nhiều cái hoạt động khác nhau. Hiện tại bây giờ thì đã có 3-4 đoàn ở Cộng hòa Liên bang Đức, ở Cộng hòa Séc về với chúng tôi. Thực sự chỉ nói cái tình cảm, cái trách nhiệm đối với chương trình thì đã lớn lao lắm rồi, chưa kể cái vật chất các bác các anh đóng góp rất là quan trọng. Dù ở xa quê hương và bận rộn công tác, kinh doanh, nhưng Hội Cựu Chiến binh Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức và Cộng hòa Séc gần chục năm qua vẫn luôn nhiệt huyết với những phong trào của Hội Cựu Chiến binh trong nước. Tình đồng chí anh em, những ký ức của một thời vào sinh ra tử là sợi dây kết nối giữa những người lính Cụ Hồ ngay cả trong thời bình. Quá trình hoạt động của hội luôn gắn liền với của nhiệm vụ chăm lo cuộc sống cho tất cả các anh chị em trong hội viên và luôn luôn nghĩ về, quan tâm về hướng về tổ quốc, làm những cái việc thiện, việc quyên góp giúp đỡ những nạn nhân chất độc da cam và thăm chăm sóc các cái động viên các cái đồng chí đồng đội của mình còn đang sinh sống ở Việt Nam với một nghĩa tình đồng chí đồng đội. Anh em chúng tôi đã họp và cũng đã có một cái món quà nhỏ quyên góp về cho nghĩa tình đồng đội. Lần này chúng tôi về Việt Nam trên cái tinh thần là tham quan, giao lưu, tìm hiểu để về phổ biến và cũng như là để truyền đạt lại cho anh em về cái tinh thần cái hội nghị hôm nay. Trong năm 2015, chương trình Nghĩa tình đồng đội đã trao 8 suất quà với tổng trị giá gần 1 tỷ đồng cho các đối tượng chính sách cùng rất nhiều hoạt động như thăm lại chiến trường xưa, đi tìm đồng đội. Ý nghĩa của chương trình cũng đã lan tỏa tới cộng đồng kiều bào ở nước ngoài. Chúng tôi ở bên kia thực sự là cảm thấy những cái chương trình này rất là có ý nghĩa. Chính bởi vậy cộng đồng người Việt Nam ở Đức làm sao mà chúng tôi nói đến cho kiều bào, nói đến cho mọi người hiểu rằng là ở đất nước chúng ta còn nhiều những cái người mà chúng ta cần phải đáng quan tâm. Chính vì vậy là chúng tôi thấy cái chương trình này rất là tuyệt vời. Chương trình giao lưu nghệ thuật Nghĩa tình đồng đội là nơi hội tụ những tấm lòng thơm thảo, sự tri ân đồng chí đồng đội của thế hệ sau dành cho thế hệ cha anh đã cống hiến xương máu và tuổi xuân cho hòa bình dân tộc. Bác sĩ Daniel Trương, người Việt ở Mỹ, chuyên gia thần kinh học nổi tiếng, vừa được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Parkinson Quốc tế và những bệnh liên quan.
là một chuyên gia nổi tiếng thế giới trong lĩnh vực điều trị các rối loạn vận động, bác sĩ Daniel Chương đã viết 7 cuốn sách và đã được xuất bản tại hơn 140 tạp chí y khoa trên toàn thế giới, cũng như liên tục tổ chức các hội nghị thần kinh học quốc tế tại các nước, đặc biệt là tại các nước đang phát triển, để trao đổi những thành tựu mới nhất trong lĩnh vực này. Mới đây thì ông vừa được Đại học Y khoa Kazakhstan tại thành phố Almaty của Kazakhstan trao bằng giáo sư danh dự. Hiệp hội Parkinson quốc tế và những bệnh liên quan là một hiệp hội thiện nguyện quốc tế dành cho những chuyên gia thần kinh về bệnh Parkinson và rối loạn vận động, được thành lập bởi Liên đoàn Thần kinh học Thế giới. Cuốn tiểu thuyết Oscar và bà áo hồng do giáo sư Ngô Bảo Châu đồng dịch sang tiếng Việt đã chính thức ra mắt độc giả Việt Nam vào sáng ngày 19 tháng 12 tại Hà Nội. Ấn tượng với nội dung sâu sắc và đầy tính nhân văn của cuốn tiểu thuyết này do nhà văn Pháp Egic Emmanuel Smith sáng tác, giáo sư Ngô Bảo Châu đã quyết định dịch tác phẩm này sang tiếng Việt để chia sẻ với bạn đọc Việt Nam. Đây là tiểu thuyết viết về cậu bé có tên Oscar 10 tuổi bị bệnh ung thư máu. Em chỉ còn sống được 12 ngày, nhưng không một ai kể cả cha mẹ em dám nói ra sự thật này với cậu bé. Chỉ duy nhất một người làm công tác thiện nguyện tại bệnh viện là bà Áo Hồng đã nói ra điều này. Bà đã khuyên cậu bé nên viết thư cho Chúa, mỗi ngày xin một điều ước và hãy sống mỗi ngày như là 10 năm cuộc đời. Oscar đã viết thư cho Chúa và cậu đã trải qua 12 ngày cuối đời như phép màu trong truyện cổ tích. Tác phẩm này đã gửi tới thông điệp về lòng can đảm, về cái chết, về tinh thần vượt qua những thời khắc khó khăn của cuộc sống. Cũng tại đây, một số sách quý, tranh vẽ đã được bán đấu giá cùng với tiền trích từ bán cuốn sách này đã được ban tổ chức quyên góp để ủng hộ quỹ trò nghèo vùng cao do giáo sư Ngô Bảo Châu làm chủ tịch danh dự. Và đến đây thì bản tin Người về bốn phương ngày 20 tháng 12 cũng xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Quý vị có thể truy cập vào website vtv4.vn hoặc trang YouTube chính thức của Ban Truyền đối ngoại Đài Truyền Việt Nam để theo dõi lại chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.